Kênh Giải Trí Tổng Hợp xin thân mến chào quý cô chú, chị, các bạn. Thì cách nay khoảng chừng gần một tháng, kênh cũng có đã quay một cái mô hình trồng rau muống ở địa bàn xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Thì cũng có nhiều quý cô chú, chị, các bạn vô xem và comment bình luận cho kênh để hỏi thêm về cách trồng, cách chăm sóc, rồi cách bón phân, rồi lợi nhuận và trồng như thế nào để cho nó đạt năng suất cao nhất. Thì ngày hôm nay thì kênh cũng tiếp tục ghi nhận và chia sẻ cái ý kiến của quý cô chú, chị, các bạn. Thì kênh cũng tiếp tục sẽ đi quay và nói sẽ cụ thể hơn cách trồng rau muống để đạt năng suất cao mà quý bà con cô chú đã quan tâm. Quý cô chú, chị, các bạn hãy theo dõi mình sẽ giới thiệu nha. Đầu tiên thì quý cô chú, chị, các bạn muốn xạ rau muống thì đất chúng ta, người dân ở đây là đa số là người ta lên cái mô về quý cô chú, chị, các bạn. Người ta sắn một cái đường rãnh chiều ngang khoảng chừng 3 tấc và người ta sắn xuống độ sâu khoảng chừng 2 tấc, ta dục lên thành cái mô vậy nè. Lên cái mô này, như đây cái mô này là chú có thể là chúng ta bầm những nhuyễn chúng ta có thể là xạ được rồi nè. Đất này là đã người ta đã bầm rồi, chuẩn bị người ta xạ. Thì quý cô chú anh chị các bạn nhớ nó hơi nhuyễn nhuyễn vậy thôi nha, chứ đừng có to quá mà đừng khỏi cần nhuyễn quá. Thì rau muống thì nó thích nó lăn xuống những cái kẽ, nó sẽ nảy mầm, nó sẽ lên ngon hơn. Nó đất như vậy đó. Thì đây là đám rau muống là xạ nay cũng được 5 ngày, 5 đêm đó quý cô chú anh chị các bạn, được 5 đêm. Thì quý cô chú anh chị các bạn thì sau khi chúng ta bầm đất nhuyễn xong, chúng ta cũng không cần rải phân gì ở dưới cả, không cần sử dụng lót phân hữu cơ ở dưới, mà chúng ta rau muống chúng ta mua ký, thường thường là một công gì nè quý cô chú anh chị các bạn, là tùy theo người ta xạ độ dày hoặc là ngắn. Thế vậy là có người ta xạ là 50 kg, 30 kg, đó tùy theo người ta muốn xạ thưa hoặc xạ dày, đó tùy cái người dân. Nhưng mà khuyến khích quý cô chú chị bạn, một công đất chúng ta xạ khoảng chừng 50 kg thì sẽ cho năng suất cao hơn. Ở đây thì quý cô chú chị bạn mua hột rau muống ra những cái tiệm mua đó, để chúng ta về chúng ta ngâm một ngày một đêm, sau đó chúng ta đem ra chúng ta rải đó. Khi chúng ta rải trực tiếp ở trên đất này luôn, là lúc đó là một ngày đêm là rau muống nó nảy mầm rồi, tại bản thân cái hạt rau muống nó rất là vỏ, rất là mỏng, tỷ lệ lên rất là cao quý cô chú chị các bạn. Nó sau khi rau muống nó lên được một tuần lễ là nó sẽ được ở độ cao gần một tấc này quý cô chú chị các bạn. Rau muống nó lên rất là lẹ, tại vì cái thời gian rau muống trồng tới thu hoạch nó chỉ từ 25 đến 30 ngày quý cô chú chị các bạn, cho nên nó lên rất lẹ. Hiện tại rau muống này có cái chiều cao là từ 1,5 đến 2 tấc rồi. Đó, người ta xạ chúng ta thấy nó có cái độ dày tương đối như thế này nè quý cô chú chị các bạn. Và ở trong đây nó rau muống nó cũng đang nảy, nó đang nhảy như cái tuột á, nhảy như cái tuột. Nó lên rất là tốt ha quý cô chú chị các bạn. Hiện tại thì quý cô chú chị các bạn thấy là nó ở đây nó còn những cái vỏ, cái vỏ mà cái bao của nó lên lúc ban đầu á. Đây những cái vỏ nó nè. Đây. Này cái vỏ nó quý cô chú chị các bạn, hơi mờ quá. Đây cái vỏ nó, cái vỏ còn lại đó. Đó là hai cái lá đài nó ở dưới á. Thì quý cô chú chị các bạn thì rau muống này sau khi mà nó xạ chừng 2 ngày nó lên xong, chúng ta cứ sau khi xạ chúng ta cứ tưới nó một ngày, tưới chúng ta 2 đến 3 lần để cho nó giữ ẩm đi đó, hạt nó mau nảy mầm. Thì rau muống này quý cô chú chị các bạn này cũng ít có sâu rầy lắm. Nó là cái loại rau rất là dễ trồng. Thì quý cô chú chị các bạn, rau muống này chúng ta sử dụng là chúng ta mua là ure chúng ta tưới trong những cái ngày đầu, nhưng mà đặc biệt là quý cô chú chị các bạn là tưới là chúng ta phải xả nha. Ví dụ là bữa nay chiều nay ta tưới là sáng mai chúng ta phải xả ra để rau muống nó không có bị cháy lá. Rau muống thì nó không có bị bệnh quý cô chú chị các bạn, nó ít bệnh lắm. Ở đây ta trồng rất là nhiều. Luống như vậy quý cô chú chị các bạn, luống chiều ngang khoảng chừng 2,5 m, nhưng mà ta làm có đường đi nhỏ để đi mình chăm sóc, mình tưới, mình cắt nó dễ hơn. Cái đường đi khoảng chừng 2 tấc thôi, còn ở trong khoảng 1,5 m. Riêng cái clip này quý cô chú anh chị các bạn là người ta lúc mà người ta xạ đó là người ta cũng đang áp dụng cái mô hình mới, đó là cái cách mới đó để mà rau muống nó sẽ phát triển hơn. Thì trước khi ta xạ chúng ta ngâm hạt giống, người ta bầm đất nhuyễn và chúng ta xạ xuống xong người ta móc một cái lớp bùn, bùn giờ nó đang nứt nẻ quý cô chú anh chị các bạn, ta bồi lên. Thì sau đó rau muống này ở giai đoạn 4 ngày thôi là nó sẽ trồi lên và nó sẽ cứng cây, nó sẽ ngon hơn, năng suất hơn quý cô chú anh chị các bạn. Đó là cái cách chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ bồi bùn, còn nếu không bồi bùn thì chúng ta cứ để tự nhiên, không nhất thiết là phải bồi bùn. Nhưng bồi bùn thì cái cây nó sẽ mập, nó phát triển hơn, nó lấp lại cái gốc á. Ở giai đoạn này quý cô chú anh chị các bạn nhớ là chúng ta tưới phân
ure nha, không có tưới những loại phân khác. Tại rau muống này nó trồng rất ngắn hạn, tôi tưới phân ure thôi. Ở đây là dân họ trồng đặc biệt là rau muống, tại vì năng suất rất là cao quý cô chú anh chị các bạn. Đó, rau muống này nó đang ở giai đoạn mới có 4 ngày mà nó còn cao như vậy nè. Thì buổi chiều này người dân ra đi ra những cái vườn á, ta bằng cỏ để làm sạch, để vệ sinh cho nó thoáng mát cái cây. Thì quý cô chú anh chị các bạn thấy rau muống này ở giai đoạn chỉ có mới 1 tuần thôi mà nó tốt, cực kỳ tốt quý cô chú anh chị các bạn. Trên cái lá nó tạo là một màu xanh, nó không có bị bệnh hoặc sâu rầy hết. Tại vì thời gian nó ngắn cho nên rau muống thì không cần phải xịt, nó rất là dễ trồng. Nó thì sợ mấy con bù lạch rồi nó nhảy thôi, nó búng nó bị nổ lá thôi chứ không có gì hết. Đây là đám rau muống này một tuần. Còn xa xa đẳng thì những cái đám rau muống nó hơi nhỏ hơn, 4-5 ngày. Đây là đám rau muống ở giai tuổi 25 ngày quý cô chú anh chị các bạn, nó rất là còn non nhưng mà do hiện tại nó đang hút cho nên người dân hiện tại ta đã cắt rồi, chứ thật ra nó khoảng từ 25 đến 30 ngày ta mới cắt. Hiện tại cái cọng rau muống nó có chiều cao 3 tấc, khoảng 3 tấc quý cô chú anh chị các bạn. Nó rất là dài nhưng mà rất là non nha. À, mình đo cho quý cô chú anh chị các bạn xem nè, từ ở gốc nè. Từ gốc nó lên mà một gang tay rồi, ngoài 3 tấc. Rất là non quý cô chú anh chị các bạn thấy không? Mà cái cây rau muống này nó cho năng suất rất là nhiều quý cô chú anh chị các bạn. Tại mình cắt sát gốc á, cắt sát gốc, sát sát cậy luôn nè. Và mình khi mình bán là mình chỉ cắt ngang. Cắt ngang là mình rửa sơ qua đây, rồi mình bỏ vô trong cái bịch 10 kg 10 kg, mình giao cho lái, cho bạn hàng á. Cây rau muống nó cực kỳ dễ trồng. Thì quý cô chú anh chị các bạn biết cây rau muống này thì nó không có sâu rầy, ít bệnh. Lâu lâu nữa nó bị mấy con bù lạch, nó nhảy nhảy, nó búng nổ lá thôi. Cho nên chúng ta giảm cái chi phí xịt phân thuốc, xịt thuốc. Thứ hai nữa là rau muống này nó trồng ở giai đoạn ngắn cho nên chúng ta sử dụng phân ure cho nên nó rất là rẻ tiền. Cái chi phí nó rất là thấp, nó không có tốn tiền như những loại trồng loại rau hoa củ quả khác. Thì quý cô chú anh chị các bạn cũng thấy sau khi đây là rau muống chúng ta cắt xong. Chúng ta cắt xong, mới cắt xong có hai hôm quý cô chú anh chị các bạn, sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ tiếp tục tưới. Và ở giai đoạn này thì cái người dân đang tưới một cái đợt phân đầu tiên của lưới thứ hai là chúng ta tưới ure tiếp tục. Thì hiện tại cái gốc rau muống nó đang tốt lên nè. Hiện tại rau muống đang tốt lên và nó đang mọc chèo để nó lên những cái cây con tiếp theo. Thì báo quý cô chú chị các bạn thì rau muống này chúng ta trồng rất là ăn rất là nhiều lần. Đặc biệt là chúng ta cứ tưới nó và chúng ta bón phân nó thì nó sẽ cho năng suất thôi. Và những cái lần rau muống lưới tiếp theo quý cô chú anh chị các bạn là nó sẽ có năng suất cao hơn lứa đầu. Tại vì chúng ta khi mà chúng ta cắt á, chúng ta cắt như thế này nè, nó sẽ ra chèo nhiều hơn, ra chèo rất là nhiều. Cái gì cũng vậy, khi chúng ta cắt nó sẽ ra chèo. Khi mới ra chèo nhiều như thế này nè là nó sẽ cho những cái cây lên rất là nhiều, cho nên là năng suất những cái đợt sau nó sẽ nhiều hơn. Đợt thứ hai này chúng ta không cần phải tốn là giống hoặc là cái sự đầu tư ban đầu, chúng ta cứ tưới và bón phân, chúng ta mằng cỏ xung quanh cho nó sạch sẽ là được rồi. Đó, hiện tại thì cái đám này là người ta đã cắt 2 ngày. Còn cái đám phía trước quý cô chú anh chị các bạn, cái clip kế bên đó là ta mới cắt quý cô chú anh chị các bạn, người ta đang tưới ướt đẫm luôn á. Đó, quý cô chú anh chị các bạn thấy tưới ướt đẫm luôn. Và có thể là 2 ngày sau là chúng ta sẽ bón phân. Tại vì mới cắt là một ngày đầu tiên thì chúng ta tưới phân không tốt, mà để ngày thứ hai tưới mới tốt quý cô chú anh chị các bạn. Có thể đang muốn rất ham. Hiện tại ở đây thì đang muốn người ta thu hoạch là một công quý cô chú anh chị các bạn là 3 tấn rưỡi đến 4 tấn trên 1.000 mét vuông quý cô chú anh chị các bạn. Ở đây thì người ta tính công là 1.000 mét vuông một con đất, thì một công từ 3 tấn rưỡi đến 4 tấn rau muống trồng trên những cái clip như thế này nè. Thì hiện tại giá rau muống thì người ta bán dao động từ 18 đến 20 ngàn, có lúc hai mấy ngàn, 30 ngàn ký luôn quý cô chú anh chị các bạn. Rau muống thì không có giá 10 ngàn, dưới 10 ngàn ký, nói chung giá từ mười mấy, 20 ngàn, 30 ngàn. Cho nên là cái năng suất rất cao. Thì quý cô chú chị các bạn thấy một tấn rau muống là chúng ta mười mấy 20 triệu rồi. Nhưng mà cái chi phí nó rất là ít, cho nên là cái lợi nhuận rất là cao. Thì hiện tại là cái rau muống là không thể nào mà thiếu trong mỗi bữa ăn của mỗi gia đình quý cô chú chị các bạn. Đó, rau muống á. Thì rau muống chúng ta nấu canh, xào nè, ăn sống nè, và làm những cái chế biến những món ăn khác. Cho nên là rau muống là rất là cần thiết.
Mà rau muống này thì nó rất là dễ trồng. Người ta thích nhất là những loại rau muống này. Rau muống này là muống hơi trắng, hơi quý cô chú chị bạn, chứ không phải là muống đỏ. Cho nên trồng những cái loại rau muống này là thị trường chuẩn nhất. Với cái lợi nhuận ở đây thì người dân tập trung họ trồng những cái loại rau muống này ở trên cái diện tích này, chứ họ không trồng những loại cây khác. Thì quý cô chú chị các bạn thấy nè, sau khi cắt xong thấy nó ra cậy rất là nhiều, ra chèo rất là nhiều. Đất thì vẫn như bình thường nha quý cô chú chị các bạn. Thì hôm nay kênh cũng đã chia sẻ rất là tận tình về cái đất riêng mà nãy mà cũng quên chia sẻ với quý cô chú chị các bạn. Rau muống này là rất là thích đất thịt hoặc là cát pha đó, nó thì không có thích đất phèn. Cho nên quý cô chú anh chị các bạn nên nghiên cứu cái vùng đất của mình, thổ nhưỡng của mình nha, để mình chúng ta áp dụng ra trồng. Hiện tại đất này là đất thịt có pha cát, nhưng mà cát số lượng cát rất là ít. Thì quý cô chú anh chị các bạn cũng biết là với cái số lượng mà đất mà trồng rau muống này nè, so với thu nhập những loại cây hoa màu khác thì những cái loại cây khác nó không có qua cây rau muống quý cô chú anh chị các bạn. Ví dụ chúng ta trồng khổ qua, dưa leo, cà, bầu, mướp, ớt rồi đó thì nó chi phí cao, mà cái thời lượng mà thu hoạch nó cũng vài ngày nữa. Còn rau muống này là đầu tư ban đầu rất là ít, mà cái khâu chăm sóc rồi phân thuốc nó cũng ít hơn nữa, cho nên nó tính ra nó lợi nhuận rất cao. Và thứ hai nó cây rau muống này chúng ta cũng được tái sử dụng rất nhiều lần ở trên một lần trồng, cho nên là nó là cái cây rất là chủ lực. Theo mình nghĩ nó là một cây rất chủ lực tại bà con ở đây rất là yêu thích trồng rau muống. Giờ là kêu bà con ở đây trồng cái cây khác bà con không có chịu, cho nên họ thấy trồng cái này quá ngon này họ không có thích. Quý cô chú anh chị các bạn biết một công mà bán chừng 3 tấn thôi, 3 tấn giờ cho 15.000 ký thôi thì khoảng 45 triệu, mà chi phí đâu có được nhiều quý cô chú chị các bạn. Cho nên là một công rau muống họ lời dữ lắm, rất là lời. Nói ngày hôm nay thì kênh Giải Trí Tổng Hợp đã chia sẻ quý cô chú chị các bạn cái vùng đất để trồng và cách mua hạt giống. Hạt giống thì quý cô chú chị các bạn nhớ ra những cái tiệm bán phân thuốc hạt giống, trang trại hạt giống mà mua nha. Thì hiện tại hạt giống thì cũng có 50-60 ngàn một ký thôi, đó là trong bịch. Trong bịch mình hút chân không rồi đó. Còn nếu mà mua rồi thì không có tới quý cô chú chị các bạn. Sau đó về chúng ta sẽ trồng theo cái cách hướng dẫn của kênh đã giới thiệu. Và thứ hai thì cái quy trình mà tưới phân và chăm sóc này nó cũng đơn giản. Và thứ ba nữa là cái chúng ta cắt cái muống và chúng ta tái lại cái gốc này để chúng ta đạt năng suất trong những cái vụ tiếp theo cho quý cô chú anh chị các bạn tham quan để chúng ta trồng. Một mô hình nó thấy nó đơn giản nhưng mà thật ra hiệu quả rất là hay, rất là kinh tế quý cô chú chị các bạn. Quý cô chú chị các bạn cũng ở gần nhà mình, ai ai cũng biết cách trồng rau muống rồi đó. Chúng ta nên áp dụng trên cái mảnh đất mình để mình trồng nha. Rồi kênh cũng đã xin chia sẻ thêm một số cái ý kiến mà bà con đã thắc mắc về cách trồng, chăm sóc, phóng phân và giá cả thị trường như thế nào để mang hiệu quả kinh tế cao nhất từ cái cây rau muống. Rồi kênh cũng xin trân trọng kính chào, kính chúc bà con là trồng rau muống đạt kết quả cao nhất nha.